Hôm nay thì tôi lựa chọn nấu cho mình món canh rau củ bao gồm ngô, súp lơ xanh, đậu, váng đậu, nước dừa, cam, củ dền, củ cà rốt và củ cải. Ngoài ra thì trong lúc nấu tôi có bỏ thêm táo đỏ, táo đen để cho nước có cái mùi thơm. Khi mà nấu gần được món canh thì tôi đổ thêm một chút nước dừa vào. Tôi có cuộn váng đậu với củ cà rốt, củ cải và củ dền. Đó là một cái loại cuộn thứ nhất của tôi. Còn cái loại cuộn thứ hai từ váng đậu của tôi thì tôi muốn biến tấu một chút xíu, đó là tôi cho cam và củ dền cùng với nhau cuộn vào và tôi đem nấu váng đậu cuộn trong nồi canh của mình. Hôm nay món canh của tôi có thêm nhiều màu sắc hơn. Em có gì trong cái đậu? Em có củ dền, củ cà rốt và củ cải. Còn một cái cuốn thì em cho cam và củ dền vào. Cam hả? Vâng, để em ra cái nước ngọt ngọt của cam. Em sẽ thể hiện hết những cái gì mà cái trí tưởng tượng của em có. Đúng rồi, chị nghĩ thì cũng là một cái hay. Không an toàn nữa đúng không? Không an toàn. Sẽ quyết định làm nghệ sĩ thực thụ đúng không? Vâng. Sẽ không an toàn nữa. Để sẽ không phải hối tiếc vì đã không làm theo những cái gì mà mình muốn. Về cái tinh thần là mình có sẵn trước khi mình đến đây đúng không? Vâng ạ. Món canh của tôi hôm nay đều làm ba vị giám khảo rất là hài lòng. Mặc dù nó vẫn chưa có cái sự đột phá hay nổi trội hơn hẳn như cái kỳ vọng của chính bản thân tôi cũng như là kỳ vọng của ban giám khảo. Nhưng dẫu sao thì tôi nấu ăn một cách vui vẻ, nhẹ nhàng hơn mọi khi. Dường như là tôi không còn bất cứ áp lực nào phải đối mặt khi mà làm bài thi này. Tôi có cảm giác như là tôi đang nấu tại căn bếp nhà mình. Tôi để tâm hồn của tôi vào món ăn đó. Tôi thể hiện theo như những cái gì mà trái tim tôi mách bảo. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 14 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 20 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2014 và các tập đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 13 giờ 55 phút hàng ngày trên VTV3.